Hi guys. Hello everybody. Hello teacher. Hi guys. Hello teacher. Hello everybody. Great to see you guys today. Hello teacher. Hi guys. Hi guys. Hello everybody. Hi guys. Hello everybody. Have you guys repaired the bingo? Have you guys repaired the bingo for me? Yes. Really? Okay, so wait. Can you guys show it? Can you guys show your bingo on the screen, on the camera for me? Can you guys show the bingo on the camera? Hello, guys. I want to see some. Hello, Dito. Yes, hi, guys. How are you? Okay, the bingo. Ah, I can see Lynn, you have the bingo, right? You have the bingo? Yeah, okay. Very small. Yeah. You should draw the bigger one. Okay, go on in there. Oh, my God. Oh, my God. Hi, guys. Okay, don't forget. Turn on your camera, okay? Turn on your camera. Hello, teacher. Hi, guys. Hello, teacher. Hi, guys. Hello, everybody. So let's wait for a couple minutes, okay? Let's wait a little bit. Hello, guys. Hello, teacher. Yes, hello, everybody. Hello, teacher. Yes, hello, guys. Hello, my boy. Yes. Okay, wait a little bit, okay? Mọi người đợi các bạn một xíu ha. Chúng con đợi các bạn vào một xíu rồi mình sẽ bắt đầu ha. Hello guys. Hello. Yes. Good. Hello. Good evening, guys. Good evening. Hello, teacher. Yes, hi guys. Con không có làm. À, tụi con làm bingo để mình chơi game đầu giờ đó thì mình mới có thể chơi. Mình phải có bingo thì mình mới chơi được đúng không? Yeah. Yeah. Wait, wait. Okay, I want to talk about the rules. Me is me. Okay, so look at the rules, guys. You guys know the rules, right? Is there anyone here that it is the first day in this class? Các bạn nào hôm nay mới học buổi đầu tiên thôi ạ? Các bạn nào hôm nay mình mới học buổi đầu tiên thôi ạ? How are you? I'm fine. I'm fine, thank you. Yes, yes. So there's a student. This is the first day, right? This is your first day. Ah, but có rất là nhiều bạn. Hôm nay mới là buổi đầu tiên này. Mình học bingo. This is a game, okay? Okay. So because there are a lot of people. Wow, there are a lot of students here. They are the. This is the first day, right? Có rất là nhiều bạn. Hôm nay cũng mới là buổi đầu tiên nè. Như vậy thì ở đây cô có cái rules, ok, cô có cái yêu cầu ở đây. First one, đầu tiên là tụi con sẽ tắt micro. Khi nào mà cô có mời bạn nào thì cô sẽ mở micro cho bạn đấy, ok. Và mình sẽ không vẽ lên trên slide nè. Và mình sẽ không chat tự ý, mình spam, mình chat quá nhiều nha. Ok, các bạn nhớ là thanh chat chỉ để dùng để làm gì? Để trao đổi đáp án, và để khi nào mà cô có kêu các bạn làm bài tập thì các bạn sẽ gửi đáp án vào cho cô, ok. Cuối cùng thì mình sẽ có một ngày nào mình cũng sẽ có bài tập về nhà hết, cho nên là các bạn nhớ là mình sẽ làm bài tập về nhà đầy đủ rồi mình nộp ở trên cái group Facebook. Tụi con sẽ đăng vào cái group Facebook này nè, giỏi tiếng Anh cùng con, ok. Các con đăng vào cái group Facebook này thì cô sẽ chấm bài cho tụi con ở trong đây nha, ok guys. So last time, nếu mà bạn nào mà có học vào buổi hôm trước thì cũng biết là hôm nay đầu giờ mình sẽ chơi trò chơi bingo, đúng không? We're gonna play bingo, remember? Như vậy thì bingo lần này, this one is a little bit more difficult than the old one, right? Cái này thì các bạn ở lớp level 2 nào đã học với cô từ ngày đầu tiên thì các bạn cũng đã được chơi một lần rồi nè, đúng không? So this is the game called bingo, right?
Như vậy thì lần trước là cô cho các bạn 40 từ, nhưng mà 40 từ in English. You guys just need to fill in your bingo 16 words, right? Mình chỉ cần điền 16 từ vào trong cái ô bingo của mình thôi. Nhưng mà ở đây thì cô không để từ tiếng Anh nữa. They are all Vietnamese words, right? You can look at this one. There are 42 Vietnamese words. Như vậy ở đây thì yêu cầu của cô cho cái bingo này khó hơn một xíu là tụi con sẽ phải tự translate. You guys have to translate from Vietnamese to English. You guys choose 16 words, then you guys gonna translate them into English. Như vậy thì ở đây thì cô có yêu cầu các bạn là gì? Tụi con sẽ chọn ra 16 từ. Tụi con vẽ một cái ô 4x4 như vậy nè. Bây giờ bạn nào mà hôm nay mới buổi đầu tiên mà tụi con làm kịp thì có thể chơi được cùng với các bạn luôn. Là các bạn sẽ nhanh tay vẽ cho cô một cái ô 4x4 thế này, có nghĩa là sẽ có 16 ô nhỏ ở đây đúng không? Thì tụi con nhìn lại cái bảng ở đây. Các bạn chụp lại cái bảng này cho cô, bởi vì tí nữa là cô sẽ không có mở cái bảng này lên. Ok, các bạn chụp lại cái bảng này trước nè. Chọn ra 16 từ. Các bạn sẽ chọn ra 16 từ cho cô nha. Ok, you gotta choose 16 words out of 42 words. Các con chọn ra 16 từ trên bao nhiêu từ? Trên 42 từ có sẵn nè. Rồi tụi con điền vào cái bảng của mình, cái ô bingo của mình. Ok, mình sẽ tự điền vào cái ô bingo của mình. Đây, bạn nào mà chưa làm được thì các bạn nhanh chóng chụp. Nếu mà mình làm được thì mình sẽ có cơ hội mình chơi với các bạn nha. Ok. Và nhiệm vụ của các bạn ở trong đây, trong cái ô bingo này thì mình sẽ chơi cái gì đây? Lần trước các bạn cũng chơi rồi đúng không? Cô có nói là gì? I will invite a student, ok? For example, I will invite myself first. I will start first. Cô bắt đầu trước nè. For example, I choose... cô chọn gia sư. Như vậy thì khi mà cô được mời á thì cô sẽ không thể nào nói gia sư được. I'm not... Okay, we have to say in English. What is the English word of gia sư? Như vậy thì cái điều đầu tiên cô làm là cô sẽ chọn cái từ đấy và cô phải nói cho mọi người và cô và các bạn nè là cái từ đấy từ tiếng Anh nó là gì. Khi mà cô xác định là con đã hiểu đúng cái từ tiếng Anh của cái này rồi thì các bạn sẽ đặt cho cô một câu đơn giản thôi, không cần là một câu gì cầu kỳ, ví dụ như chủ ngữ thôi, một cái câu mà có đầy đủ cho cô là subject với verb. She is a... đó, cô ấy là ai, anh ấy là ai, con muốn làm gì khi lớn lên, bố của mình làm nghề gì chẳng hạn. Đấy, mình chỉ cần đặt cho cô những cái câu đơn giản là được, có sử dụng cái từ tiếng Anh đấy là được. Ok. Ok, now I want to make sure that you guys all understand the games. Can you guys write in the chat box for me? Do you guys understand our game? You guys understand the game? You guys can write in the chat box for me, ok? Các bạn có thể viết vào chat box cho cô là xem là các bạn có hiểu chưa nha. You guys all understand the game? Yes. Ok, cô hay có Minh Linh là yes nè. Yes. Ok, yes. Bạn nào mà bây giờ cô nói là các bạn nào mà hôm nay mới buổi đầu tiên thì các bạn nhanh chóng chụp lại cái này cho cô nè. Mình sẽ tự làm thật là nhanh. Mình sẽ hơi thiệt thòi hơn các bạn một xíu là mình phải làm rất là nhanh ngay bây giờ luôn. Mình sẽ tự vẽ cho cô cái ô, cái khung bingo nè. Và mình sẽ chơi và mình sẽ tự điền vào 16 từ nha. Các bạn chụp lại cho cô nha. 10 seconds for you guys to take a picture. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, guys, take a picture of this one. Các bạn chụp lại cái này để mà mình điền vào cái ô bingo của mình nha. Ok, good job, guys. Ok, đây có nhiều bạn vẫn chưa hiểu cái game của mình đúng không? Nhưng mà bây giờ thì cô sẽ cho các bạn xem thử nè. Bạn nào là đang học ở trên livestream thì các bạn có thể vào lớp của mình nha. Ok, lớp của mình vẫn còn rất là nhiều slot cho mọi người để vào chơi chung nè. Mình vào đây thì mình sẽ dễ chơi hơn đúng không? Ok, now let's invite one friend. Bạn nào mà chưa hiểu thì từ đầu. I want to see your bingo. Can you guys show it on the screen? Can you guys show it? Cô thấy Phúc Nguyên share. Yes, good job, Phúc Nguyên. Wow, good job. Very big one. It's a very big bingo. Good job. Các bạn mở camera lên nha. Các bạn mở camera lên cho cô nè. Và các bạn show lên cho cô hết nè. Ở đây cô thấy còn nhiều bạn chưa mở camera nè. Ví dụ như Xuân An vừa mở nè. Băng nè, Anh Duy nè, Đức Tiến nè. Các bạn mở lên cho cô xem được không? Where is your bingo? Bingo của các bạn đâu? Bạn nào có bingo rồi show lên cho cô. Wow, Hương Giang, very beautiful bingo. Wow. Colorful, very colorful, guys.
Cô thấy có rất là nhiều bạn cũng có bingo rồi nè, đúng không? Như vậy là các bạn cũng đã chuẩn bị hết rồi, đúng không? Good job. Wow, good job. Okay, so wow, Ngọc Minh cũng có chuẩn bị nè. Yes, good job. Very good. So, are you guys ready? Are you guys ready to play? Are you guys ready to play the game? If you guys are ready, I'm going to invite someone, okay? Who wants to go first? Please raise your hand. Who wants to go first? Who wants to go first? I want to invite one friend to go first, okay? Let's invite Hương Giang first, okay? Because Hương Giang's bingo is very colorful. Let's invite Hương Giang first. Hello, Giang. Yes. Yes, good job. Okay, can you choose a word? What word do you choose? Hương Giang chọn từ nào nè? What word? Hairdresses. Ah, okay. Yeah, con thử nói cho cô cái nghĩa tiếng Việt của từ đấy là từ gì nè? Thợ cắt tóc. Ah, yes. Các bạn có nhớ trong bingo của mình có thợ cắt tóc không? Các bạn nào ghi đúng được cho cô là hair. Ở đây thì Giang, cô sẽ chỉ Giang lại các cách đọc nè. Hairdresser. Hairdresser. Again, Giang, thợ cắt tóc con sẽ gọi là gì? Hair. Hairdresser. Yeah, hairdresser. Good job, very good. Okay, như vậy bingo là sao? Bạn nào mà trong cái ô bingo mình đã chuẩn bị có cái từ hairdresser thì các bạn sẽ đánh dấu tích vào cho cô. À, chừng nào mà các bạn bingo. Thank you, Giang, so much. Okay, oh, wait. Thế Giang đặt cho cô một câu example nè. Con đặt cho cô một câu example với từ hairdresser nè. My uncle is hairdresser. À, chú của con là một người cắt tóc thì con phải nói là is a. My uncle is a hairdresser. À, phải có a vào trong đấy nha Giang. Okay, good job, very good. Như vậy ở đây thì bingo mình sẽ chơi như thế nào mọi người? Có những bạn cũng còn chưa biết cách chơi đúng không? Thì có phải tụi con có 16 ô không? Khi nào tụi con sẽ bingo? Khi nào mà bạn, ví dụ con, bạn có từ hairdresser này, thì con có cái từ đấy ở trong cái ô của mình, thì cô con sẽ đánh dấu tích vào cho cô. À, ví dụ mình có cái chữ, mình có một cái dấu, mình có cái chữ hairdresser trong cái ô của mình, thì mình sẽ đánh một cái dấu tích vào cho cô. Khi nào tụi con được tính là bingo? Đây, cô quên mất là giới thiệu cho các bạn khi nào tụi con được gọi là bingo. Bởi vì lớp của mình rất là đông nè, cho nên là mình sẽ không bingo một hàng. Bingo một hàng thì có bốn từ rất là nhanh đúng không? Cho nên là mình sẽ chơi bingo hai hàng. Hai hàng là như thế nào là hai hàng? Ví dụ tụi con đánh dấu tích được nguyên một cái hàng này, thêm một cái hàng này nữa, à, là có phải tụi con được hai hàng không? Như vậy là để được hai hàng bingo này thì các bạn phải làm đúng ít nhất là phải bao nhiêu từ? Phải được 7 từ, 7 words, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Như vậy là để mà bingo được thì các bạn cũng phải cần ít nhất là 7 từ nè. Thì bạn nào mà khi nào các con làm được cho cô hai hàng như thế này thì tụi con sẽ nói bingo in the chat box, ok? Thì sau đấy thì các bạn sẽ show lên camera cho cô check thử coi là tụi con có bingo không nhá. Ok guys, nhớ cho cô là hai hàng nha. Có thể là hàng ngang, có thể là hàng chéo. Hai hàng chéo này cũng được tính nè. Đây, tụi con nhìn cho cô nha. Hai hàng chéo này tụi con cũng sẽ tính luôn nè. Đấy, cái hàng chéo này thì mình cũng tính nè. Hàng chéo này mình tính nè. Miễn là cái hàng 4 ô là tụi con sẽ tính hết cho cô. À, mà mình chỉ cần được hai hàng. Bingo được hai hàng trên tổng số các hàng ở đây là tụi con sẽ là người chiến thắng. Ok guys. Và bạn nào thì bingo nhanh nhất thì mới là người chiến thắng nha. Ok. Như vậy thì hồi nãy là Giang đã đọc cho mình từ gì rồi mọi người? Hairdresser. Hairdresser. So who has hairdresser? Please put the tick on the box. Ok. Please put the tick into the box. Ok. Now the next person I want to invite. Let's invite Giang. Ok. Lần trước là Giang nghỉ nè đúng không? So do you have your bingo, Zhang? Do you have your bingo? Yeah, good job. Which word do you choose? I want to choose librarian. Ah, okay. Yes. What is the Vietnamese meaning of that word, Zhang? Can you tell the friend? Yeah. Ah, okay. Như vậy là Zhang chọn cái từ thủ thư, cái người quản lý thư viện đó mọi người. Okay, thì từ đấy thì Zhang nhấn âm lại cho cô là librarian. 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 Yes, good job. Thủ thư thì các con sẽ gọi là librarian, okay? Librarian. Có bạn nào có cái từ librarian không?
Các bạn nào có đâu, các bạn thử ghi vào chat box cho cô nè. Librarian. Okay, can you make a sentence with librarian, Zhang? Okay. My sister wants to become a librarian. Yeah, a librarian. Good job. In the future. Yes, good job, guys. My sister wants to become a librarian in the future. Remember, guys, librarian có nghĩa là thủ thư, cái người mà quản lý thư viện đó. Okay, guys. Như vậy bạn nào đâu, bạn nào có librarian rồi thì các bạn bỏ dấu tích vào cho cô nha. Ok, có bạn nào tích được hai ô liên tục chưa? Hairdresser and librarian. Có bạn nào có cả hai từ không? Now, let's invite another friend. I want to invite, cô mời Phúc Nguyên nè. Hồi nãy lúc mà cô kêu Phúc Nguyên show cho cô cái bingo là Phúc Nguyên show rất là nhanh nè. Hi Nguyên, what word do you choose? What word do you choose? I choose coach. Yes. Can you tell everybody the Vietnamese meaning of that word? What is the Vietnamese meaning of coach? I want to be a coach because I love play football. I love playing. Sau love thì con phải thêm in cho cô nè. Okay, Nguyên nói lại cho cô. I want to be a coach. A coach. Because I love to play soccer. I love playing soccer. Okay. Con nhớ cho cô nha. So love thì con để dùng cái verb in. Okay. I love playing soccer. Cái đấy là một cái việc mình yêu thích, thói quen của mình, đúng không? I love playing soccer. Okay, good job, very good. Như vậy cái kiểu coach, coach có nghĩa là gì mọi người? Coach là huấn luyện viên, ví dụ như huấn luyện viên bóng đá, huấn luyện viên bóng chuyền nè. Two words là rất là excellent rồi đó Giang. 2 trên 3 từ là rất là excellent rồi đó. Như vậy là mình đã có từ thứ ba là coach. Okay, cái C-O-A-C-H, coach, huấn luyện viên. Bạn nào có cái đấy trong cái bingo của mình thì các bạn nhớ tích vào nha. Okay. Now the fourth word, let's invite. Okay, let's invite a friend. I want to invite, cô mời Khánh Linh nè, Nguyễn Khánh Linh. Yes. Hi, so what word did you choose, Linh? Doctor. What is the Vietnamese meaning of doctor, Linh? What is the Vietnamese meaning of doctor? Linh khoan tắt tiếng nha. Cô hỏi xong thì Linh hãy tắt tiếng nha. Bác sĩ. Bác sĩ. Các bạn nhớ nha. Doctor. Okay. Linh, please make a sentence with the word doctor. Make a sentence. My dad is a doctor. Good job. My dad is a doctor. Well done, Lynn. Thank you so much. Yeah. So the fourth word, guys, doctor. The fourth word, doctor. Các bạn nào có trúng được doctor, có nghĩa là doctor, nhiều bạn trúng lắm đấy, đúng không? Okay. Doctor. Remember, guys, the fourth word, doctor. Two words là rất là xuất sắc rồi đó. One word, it's okay. Các bạn, cô nghĩ là chắc chưa trúng từ nào luôn đó. Các bạn nhớ nha, ai mà bingo được hai hàng thì lát nữa phải show lên cho cô xem thử nha. Okay. Now the next friend, I want to invite. Okay, cô mời bạn nào giơ tay thì cô sẽ mời thử nè. Ở đây cô xem các bạn nào giơ tay nha. I want to invite, cô mời Hạnh đi. Hạnh có thể cho cô biết không? What word do you choose? Hạnh, can you tell me what word do you choose? Can you turn on your mic? Cô mở mic cho Hạnh rồi đó. Hạnh có mở micro được chưa? Can you turn on your mic? Yeah, hello. Hello, what word do you choose, Hạnh? What word do you choose? File.
Ah, okay. Can you tell everyone what is the Vietnamese meaning of that word? What is the Vietnamese meaning? Lính cứu hỏa. À, như vậy thì bạn chọn từ gì mọi người? Bạn chọn là lính cứu hỏa là firefighter. Firefighter. Okay, guys. Firefighter. Can you make a sentence with that word, Han? Can you make a sentence? My dad is firefighter. My dad is a... Bố của con là một người lính cứu hỏa. Thì con phải nói là is a what? What firefighter? Oh, firefighter. Again, my dad is a firefighter. A whole sentence. Hãy lặp lại cho cô cả câu nè. My dad is... My dad is firefighter. A firefighter. Hãy hiểu cho cô rồi nè. A fighter. Fire. Good job. Okay, thank you Hằng so much. Good job. Okay, good job. Như vậy thì các bạn đã có thêm một từ thứ năm. Firefighter. Okay, firefighter. Mm-hmm. Now the next friend I want to invite. Cô mời Phát Thịnh nè. Hello Thịnh. Can you turn on your mic? Can you turn on your mic, Thịnh? Can you turn on your mic? Thịnh đã mở micro được chưa? Cô bấm micro, mở micro cho Thịnh rồi đó. Bộ con muốn là cảnh sát. Là okay. Police officer. À, police officer. Okay. À, cô có ghi cái từ đấy trong những cái ô cô cho không ta? Do we have that word? Ừ, cô xem lại thử xem nhá. Cô nhớ là hình như cô không có cái từ đấy đúng không? Hình như là cô không có cảnh sát trong này nè. Con chỉ chọn những cái từ trong này thôi. Ok. Ở đây thì cô không muốn các bạn dùng những cái từ mà mình biết quá nhiều, mà cô muốn các bạn tìm hiểu thêm từ mới. Uh-huh. Cho nên là ở đây hình như là cô không có điền cảnh sát đúng không ta? Do you know any other word? Con có biết từ nào khác trong đây nữa không nè? Mình có biết từ nào khác nữa không? Bởi vì từ mà con chọn là nó không có nằm ở trong những cái ô mà cô cho nè. Do you know any other word? Dạ? Cô ơi, con thấy con ghi một từ bảo vệ con. À, bảo vệ hả? Như vậy bảo vệ là gì? Bảo vệ là gì? Con còn nhớ không? Bảo vệ hôm trước là mình có làm bài tập. What is that word in English? What is that word in English, Thịnh? You remember? Bảo vệ công tiếng Anh là gì Thịnh nhớ không? Mình ghi là mình phải ghi được cái từ tiếng Anh cho cô nha. Ok. À, cô thấy có nhiều bạn còn ghi, cũng ghi được rồi kìa. Thịnh có nhớ không? Do you remember? Dạ. Yeah. Các bạn cũng đã ghi cho từng chat box nè. À, do you remember? Bảo vệ in English. Security. Security guard. Mọi người còn nhớ cái từ security guard không? Cái từ mà mình đã làm cái bài tập ở trên mạng á. À, cô thấy Khuê nhớ nè. À. Security guard, ok. Như vậy thì cái từ bảo vệ trong tiếng Anh con sẽ gọi là security guard. Ok, security guard. For example, my dad is a security guard. Yeah, ok. Good job, Thịnh. Thank you so much. So the next word is security guard, guys. Các bạn nào ghi được đúng không? À, cô quên mất hồi nãy bạn nào mà ghi firefighter mà các bạn ghi là fireman á, cũng được luôn, tính luôn nha mọi người. Miễn là lính cứu hỏa là mình tính nha. Fireman cũng là lính cứu hỏa, cho nên là bạn nào hồi nãy có fireman thì các bạn cũng tính cho cô nha. Ok. And you have the next word is security guard. Ok, guys. Cô thấy là hồi nãy giờ là mình sắp được 7 từ rồi đó. Để cô xem có bạn nào mà đúng liên tù tì hết 7 từ không nha. Ok, now I want to invite one more friend. I want to invite... cô mời Minh Khuê nè. Ok, Minh Khuê, what word do you choose? What word do you choose, Khuê? Bác sĩ. À, bác sĩ là hồi nãy đã dùng rồi nè. Bạn đã sử dụng rồi nè. Hồi nãy con chưa tích vào à. Hồi nãy là đã có bạn sử dụng bác sĩ rồi đó. Cho nên là Khuê chọn từ khác cho cô nha.
y tá. À, y tá cô có điền trong đây không ta? Cô không nhớ lắm. Mọi người đợi cô một xíu nha, bởi vì tụi con phải sử dụng cho cô từ ở trong đây nha. Ok. Các bạn nhớ là dùng từ trong đây cho cô nè. Những từ mà cô đã ghi 42 từ mới đó. Đâu, bây giờ Khuê thử, hình như là y tá cô không có ghi nè. Khuê thử chọn cho cô một từ khác trong số những cái từ ở đây nè. Bởi vì cô yêu cầu mọi người là phải lấy từ trong những cái từ ở đây ra. Cho nên là mình sẽ không lấy những cái từ như là y tá nữa. Kỹ sư. À, kỹ sư là gì Khuê? In English, kỹ sư. Engineer. Engineer, good job Khuê. Yes, guy, engineer. Wow, engineer, okay. So can you make a sentence with this word? Can you make a sentence? Khuê đặt câu cho cô được không nè? Engineer. Can you make a sentence with this word? Ví dụ như bố con là kỹ sư, cô ấy là kỹ sư, anh ấy là kỹ sư, tôi là kỹ sư. I want to be an engineer. Ah, yes, I want to be an engineer. Good job, Khuê. Very good job. Good job. So the next word is engineer, guys. The next word is engineer, okay? Now, vậy bây giờ cô sẽ để cái này luôn nha. Cô thấy có nhiều bạn chọn từ không có đúng trong đây đó, nên là cô để cái này cho các bạn chọn nha. I want to invite... cô mời Công Khanh nè. Đừng tập. Về. Hello Khanh. Con chọn từ vet. Can you tell everybody what is that word in Vietnamese? Từ đấy trong tiếng Việt là gì Khanh? Con từ cô là bác sĩ thú y ạ. Yes guys, như vậy là Khanh chọn bác sĩ thú y là vet. Vet. Good job. Very good. Khanh, can you make a sentence with this word? Can you make a sentence? My uncle is a vet. Good job. My uncle is a vet. Good job, Khan. Well done. Wow. Good job. Như vậy các bạn có thêm một từ nữa cho cô là vet. Okay. Vet. Now I want to invite another person. Okay. I want to invite cô mời Ngọc Minh nè. Which word do you choose, Minh? Which word do you choose? Yes. Yeah. Which word? Which word? It's dancer. Ah, okay. Yes. Can you tell everybody dancer in Vietnamese? Dancer in Vietnamese? Con thưa cô là vũ công ạ. Yes, good job. Very good. Can you make a sentence with that word? Can you make a sentence? Can you make a sentence? Con đặt câu cho cô với từ dancer nè. Mình đặt câu cho cô với từ dancer. My uncle. Chú của con is a dancer. Ah, is a dancer. Okay, guys, so you have another word, dancer. Another word, dancer. Okay, now let's invite one more, okay? Cô mời Nguyễn Bá Anh Tuấn nè. Can you turn on your mic, Tuấn? Tuấn thì bấm vào cô cái nút màu xanh nha. Tuấn có nhìn thấy cái thông báo trên màn hình là có một cái nút màu xanh ghi là unmute. Tuấn bấm vào cho cô cái nút đấy nha, cái nút màu xanh đó. This one. Nó sẽ hiện ra cái thông báo giống như vậy. Thì Tuấn bấm vào cho cô cái nút màu xanh này nè. Tuấn mở được micro chưa? Mình bấm vào cái nút màu xanh có cái chữ unmute là được rồi nè. Con mở được chưa? Cô vừa mới bấm lại cho Tuấn một lần nữa rồi đó. Yeah. Can you turn your mic now? Tuấn mở được micro chưa? Rồi ạ. Okay, Tuấn, hello. Which word do you choose, Tuấn? Which word do you choose?
Con chọn từ nào? Which word? In English, okay? Tell me the English word first. Cô nói cho cô cái từ bằng tiếng tiếng Anh trước nha. Which word do you choose? Hello Tuấn, which word do you choose? Con chọn từ nào? Bây giờ Tuấn chọn trước bằng từ tiếng Việt đi. Bây giờ nếu mà Tuấn không biết từ nào bằng tiếng Anh ở trong đây hết thì Tuấn thử chọn cho cô một từ bằng tiếng Việt đi. Which word do you choose? Con muốn chọn từ nào? Tuấn thích chọn từ nào cũng được. À, kỹ sư là bạn chọn rồi đó. Hồi nãy là bạn chọn kỹ sư rồi đó, Tuấn nhớ không? Cho nên là Tuấn phải chọn từ khác nha. Ok. Có một số từ nãy giờ mình chơi là các bạn đã chọn rồi đó. Cho nên là Tuấn phải chọn một từ khác mà các bạn chưa chọn. À, thì mình mới tích vào được đúng không? Phi công. À, phi công. Ok. Như vậy phi công trong tiếng Anh Tuấn có biết là gì không? Phi công in English. Do you know that word? Con có biết từ đấy bằng tiếng Anh không? Không. À, vậy thì cô chị Tuấn nha. Ok, như vậy phi công thì con sẽ gọi là pilot. A pilot. Pilot. À, ok, good job. A pilot. Ok, very good. Good job, thank you Tuấn so much. Ok, à, như vậy thì Tuấn đã chọn được cho mình một từ nữa là pilot nha mọi người. Pilot, ok. Bây giờ cô muốn check thử xem nãy giờ mình đã làm được rất là nhiều từ nè. Các bạn nào đã bingo chưa? Has anyone here bingo already? Has anyone here bingo already? Đâu các bạn nào bingo chưa? Các bạn thử. Can you guys write in the chat box? Oh, really, ha? Ngọc Hà said that she has bingo. Really? Can you show me on the screen? Can you show me on the camera? Sa is 2 out of 7. It's okay, Sa. It's okay. Tường Vy's bingo too. Wow. À, Giang đã xém bingo rồi đó. Như vậy có bạn được bingo. Bây giờ cô thử check đâu. Bây giờ cô mở micro cho Hà nha. Hà thử show cho cô cái bingo của Hà cho mọi người xem nha. Ok. Hello Hà, can you show me your bingo? It's ok, Hà đợi cô một chút. Ok, Hà đợi cô một xíu nha, bởi vì cô chưa nhìn thấy Hà ở đâu hết. Can you speak louder? Hà nói to hơn cho cô nha. Can you speak louder? Hacker. Ok. Now, first, I want you to show me the bingo. Hà cho cô xem cái bingo của Hà trên cái camera trước nè. Cho các bạn cùng xem nè. Bingo của mình đâu? Where is it? Higher? Có vẻ là con ơi. Ok. À, bây giờ đâu Hà giúp cô nè. Hà đọc lại cho cô những từ bảo mà vệ thì ước mơ cũng phải làm bảo vệ. Hà giúp cô là Hà sẽ đọc lại cho cô những cái từ mà con được bingo nha. Ok, can you read again all of the words? Haircut. À, không phải là haircut, thợ cắt tóc, con gọi là hairdresser nha. Hà nhớ nha, hairdresser. Hairdressers. À, rồi từ tiếp theo Hà có từ gì nữa? What word? Doctor. Doctor. What else? Firefighter. Firefighter, yes. What else, Hà? Vet. Vet, good job. Hà còn từ gì nữa nè? Cow. Again, what word? Cow. Cow, what do you mean cow? Huấn luyện viên. À, coach. Again, Hà, coach. Coach. À, rồi Hà còn từ coach. Gì nữa nè? Hà còn từ gì nữa nè? Dạ, bảo vệ. À, bảo vệ con đọc là gì? Security. Security. Guard. Security guard mới là bảo vệ. Ok, what else? Hà còn từ nào nữa không? Is there any other word? Engineer. Engineer, right? Ý của Hà là kỹ sư, đúng không? Mm. Yes. Vậy là cô thấy Hà có đủ từ để được hai hàng bingo rồi đó. À, Hà Anh là 0 out of 8. It's okay, guys. Vậy là mình chỉ chơi đến khi nào mà có bạn được bingo thôi nhé. À, những bạn nào mà không được bingo cũng không sao hết. Bởi vì có rất là nhiều từ mà, đúng không? There are 42 words, guys.
Nếu Giang nói là dancer, thực ra thì ballerina sẽ nó thiên về là vũ công, nhưng mà là vũ công múa ba lê hơn. Ok, cho nên là nó cũng không có chính xác lắm. Vũ công ở đây thì cô cũng muốn các bạn dùng cho cô là chữ dancer hơn. Ok, it's okay guys. Các bạn là thiếu một từ đúng không? Các bạn thì lại là gì? Không được từ nào hết. But it's okay, it's just a game, ok? Chúng ta đây là chơi giống như là chơi lucky vậy đó. Một trò chơi may mắn thôi. Mình chọn được từ mà bạn các bạn cùng chọn thì mình mới có thể mà win được đúng không? It's okay guys. But through this game you can learn a lot of new words, right? Thông qua trò chơi này thì các bạn cũng đã học và tự tìm hiểu được cho cô rất là nhiều từ đúng không? So now you guys can see there are 42 words. Ở đây thì chủ yếu là cô dùng những cái từ mà tụi con, các bạn ở trên livestream, các bạn cũng chú ý cho cô nè. Ở đây cô cũng dùng những cái từ mà tụi con chưa biết nhiều, tụi con chưa nhìn thấy nhiều. Và các từ ví dụ như là cô đâu có dùng những cái từ như là y tá nè, đúng không? Những cái từ đấy là mình đã học rất là kỹ rồi. Thì thường các bạn sẽ chọn những cái từ đấy đúng không? Cho nên là cô muốn dùng những cái từ mà nó lạ hơn một xíu cho các bạn học thêm từ mới nữa. Thì ở đây có rất là nhiều từ. Bạn nào mà mình thấy là có từ nào mình chưa biết nghĩa thì các bạn có thể về tìm hiểu thêm nha. Ok, cô sẽ cho các bạn làm những cái bài tập thêm sau nữa. Bây giờ, ok, now before we continue the lesson, I would like to talk a little bit about the homework, ok? Thì hôm nay bài tập của mình sẽ đặc biệt hơn một xíu nè. Everybody pay attention, ok? Hôm nay bài tập của mình sẽ đặc biệt hơn một xíu là cô sẽ không có cho các bạn làm bài nữa, mà mình sẽ tự chuẩn bị một cái bài tập. À, và mình sẽ tham gia cuộc thi Super Kid The Moonlight. Super Kid The Moonlight đã diễn ra hôm nay đã đến bao nhiêu rồi? Today is the 13th of September, right? So the last day will be the 19th. Như vậy là it's still one more week. Okay, one more week left, okay? Còn một tuần cuối cùng này để tụi con có thể chuẩn bị nộp cái bài Super Kid. And this is your homework for this week, okay guys? This is the homework for this week. Đây cũng sẽ là bài tập cho cái tuần hôm nay nè. Hôm nay đây là bài tập của tuần này của mình, đó chính là tụi con sẽ tự chuẩn bị một cái bài cho cô để tham dự cuộc thi Super Kid The Moonlight nhân dịp đường Trung thu năm nay nhá. Ok, bây giờ cô sẽ đi qua một chút nè để các bạn hiểu cách làm nè. Ok, như vậy thì tụi con thấy là đây là cái hình để tụi con có thể đọc qua nè. Đấy, thì đây cô sẽ đi qua luôn cái phần này. Đầu tiên thì đối tượng tham gia là các bạn trong độ tuổi từ 5 to 15, right? Ok. Và làm sao? Quy định nè. So when you post the video, you have to speak 100% in English, okay? 100% in English. Cả cái video mà tụi con up lên á, thì nó phải hoàn toàn bằng tiếng Anh hết cho cô. Mình sẽ nói hoàn toàn bằng tiếng Anh hết. Giới thiệu tên, tuổi nè. Rồi tụi con bắt đầu vào bài cũng phải bằng tiếng Anh cho cô nha. Và khi mà đăng lên thì đăng lên cái group Facebook giỏi tiếng Anh cùng con. Cái group đấy thì các bạn cũng biết rồi đúng không? Bởi vì các bạn nộp bài tập về nhà cho cô cũng ở trên group nè. Đấy, thì các bạn nhớ là các bạn đăng lên group với cái hai cái hashtag này, Super Kid với lại Moonlight cho cô nha. Mình đăng vào group Facebook nha mọi người, không có gửi riêng cho cô được nha. Bởi vì đây là bài thi để mình dự thi mà. Cho nên là các bạn nhớ là phải đăng lên group ha. Và chủ đề chính là ánh trăng đêm rằm. Ok, như vậy chủ đề của mình chính là Moon Festival đó, đúng không? Đó chính là lễ Trung Thu. Thì bài thi của mình là tụi con sẽ làm bằng tiếng Anh về chủ đề là gì? Trung thu và những câu chuyện liên quan đến Trung thu. So step number one, okay? Step number one, what can you do? What can you do? You can tell a memorable memories, okay? Con có thể kể một cái kỷ niệm đáng nhớ vào lúc Trung thu. Ví dụ như hồi xưa mình có khi mà Trung thu chưa có Covid á, thì tụi con thường làm những cái gì? Có thể tụi con kể lại về cái kỷ niệm đấy cũng được nè. Hoặc là tụi con tự sáng tạo ra cũng được. Không cần phải là mình trải qua rồi mà tụi con có biết được về những cái khi mà Trung thu tụi con sẽ làm những việc gì nè. Thì tụi con tự sáng tạo ra, tụi con kể lại. Và tụi con có thể kể thêm khi mà Trung thu thì tụi con sẽ làm những gì. Đấy, mình làm những gì vào Trung thu. Hoặc là mình không muốn lựa chọn cái bài nói như vậy thì mình có thể làm gì? Mình có thể tự viết thơ cũng được nè. Hoặc là tụi con tìm hiểu những cái bài thơ về Trung thu trên mạng nè. You can sing a song about Moon Festival too, okay? Tụi con cũng có thể hát nữa. Nhưng mà đương nhiên là bài hát của mình phải in English, okay? In English.
À, có bạn cũng làm sắp xong rồi nè. Giang là làm sắp xong bài để nộp lên rồi đúng không? Đây cũng là bài tập về nhà của con nhé. Ok, như vậy là tuần này thì các bạn tập trung cho cô, mình sẽ làm bài tập này nha. À, thì tụi con có thể kể về kỷ niệm Trung Thu nè, kể về những gì mà tụi con sẽ định làm vào Trung Thu nè, đọc thơ hay là hát nhạc Trung Thu in English. Và đương nhiên là tụi con có thể làm rất là nhiều cách để trình bày. Ví dụ như tụi con có thể vẽ tranh ảnh để tụi con miêu tả nè, hay là tụi con mô phỏng một cái buổi phỏng vấn. Ok, hay là tụi con tự sáng tạo một cái sơ đồ tư duy. Ví dụ tụi con có một những cái việc cần làm trong lễ hội Trung Thu là gì, tụi con sẽ chỉ nhánh ra những cái việc đấy. Rồi đến nhánh nào thì mình giới thiệu, mình vừa cầm bảng, cầm giấy nè, mình giới thiệu lên và mình sẽ chỉ vào cái sơ đồ đấy nè. Đấy, có rất là nhiều cách. Tụi con có thể quay video ở dạng vlog nè, à, đọc thơ nè, hát nè. Thì mình có thể làm mọi cách để mà cái bài của mình trông càng sinh động, à, càng sáng tạo thì càng được điểm cao nha mọi người. Các con nhớ nha. Ok, và ở đây thì cô con nhớ là mình quay ngang màn hình lại, à, và thu âm tiếng thật là rõ cho cô để mà mình có thể có cái bài mình nó được điểm cao nhất có thể nha. Ok, và một cái video của mình sẽ là from 3 to 5 minutes. Và các bạn lựa chọn cho cô những cái trang phục, cố gắng mặc đồ thật là đẹp cho cô, à, vừa lịch sự mà vừa đẹp và hợp với mình nữa. Ok, so how to post this one? After finishing, okay, you guys will post this one on your Facebook page, okay? Và sau đấy các con sẽ tự share, tụi con sẽ tự đăng ở trên Facebook của mình nè. Rồi tụi con sẽ share bài vào trong cái nhóm giỏi tiếng Anh cùng con. Thì cô nghĩ ở đây các bạn cũng biết đến nhóm của mình rồi đúng không? Và đây thì các bạn nhớ cho cô, mình có một cái range, mình có cái range để mình chấm điểm nè. Đây, tụi con thấy ở đây không? Là từ cái việc là tụi con thể hiện ra sao nè, có tạo được cái sự thú vị trong bài của mình hay không nè. Đó, thì người ta cũng sẽ chấm điểm hết luôn. Những cái đấy là đều tính điểm nha mọi người. Đấy, hoặc là giọng nói của mình đầu tư giọng mình phát âm thật là chuẩn cho cô, thật là hay, để ý cho cô âm đuôi, phát âm thật là tròn âm cho cô. Những cái đấy trình bày thật là trôi chảy, à, mình tập luyện nhiều vào để mình trình bày khi mà mình nộp cái bài cuối cùng mình nộp lên ấy, nó phải thật là trôi chảy và thật là hay cho cô. Đấy, và ngoài ra người ta còn chấm cái sự sáng tạo của mình trong cái nội dung mà mình thể hiện nè. Đó, và có tụi con để ý nè, thậm chí là đầu tư về trang phục cũng sẽ được cộng thêm điểm nữa. Khi mà mình có trang phục phù hợp, hợp với chủ đề Trung Thu nè, tiết mục của mình sinh động và hấp dẫn hơn thì mình cũng sẽ có thêm điểm nữa nha, mọi người nhớ nha. Bối cảnh như thế nào nè, đấy. Ví dụ có nhiều bạn có thể dùng Zoom, tự dùng Zoom để mà làm một cái bài thuyết trình cũng được luôn. Hoặc là các bạn quay, các bạn có thể tự quay cũng được, đấy. À, có tranh ảnh, ảnh minh họa, sơ đồ tư duy nè, đấy, các bạn nhớ cho cô nha. Ok. Rồi, các bạn nhớ là mình sẽ nộp bài tập về nhà này ở trên group cho cô nhé. Ok. Remember to do this one. This is the homework. So this is the last homework, remember? Đây là bài tập của lần trước nè. Thì ở đây cô sẽ không có sửa ngày hôm nay, mà cô sẽ chỉ sửa sơ thôi, bởi vì các bạn có thể biết cái đáp án khi mà cô sửa ở trên group rồi. Cho nên là hôm nay cô chỉ nói sơ về những cái câu mà các bạn dễ bị sai nhất nè. The first one, number six. A person who makes furniture. A person who makes furniture. Okay. Như vậy ở đây cô thấy có nhiều bạn chọn nhầm những cái như là I với lại C. Thì đáp án của mình for number 6 will be G, guys. Carpenter. Furniture có nghĩa là đồ nội thất, là bàn ghế. Đồ này các con để ý nha. Thì có phải các con thường thấy là bàn ghế mình làm từ gỗ không? Thì carpenter có nghĩa là thợ mộc. Thì thợ mộc sẽ là người làm nên những cái đồ nội thất đấy. So number 6 is letter G. And number 8, câu số 8 cũng nhiều bạn hay nhầm với engineer nè. Repairs cars. A person who repairs cars. Cái người mà thường sẽ sửa những cái động cơ xe hơi, những cái máy móc đó, thì người đấy con sẽ gọi là mechanic. It's letter C, guys. Mechanic là thợ máy. Các bạn nhớ cho cô, mechanic là thợ máy. Ok. Như vậy thì number 8 will be C. And then number 9, a person who designs new machines, thiết kế ra những cái máy móc, những cái dây chuyền sản xuất, à, thì người đấy con mới gọi là kỹ sư, chính là engineer. Ok, như vậy đây là ba câu mà cô thấy là sau khi cô chấm bài tập về nhà thì các bạn sai nhiều nhất. Number 6, number 8 and number 9. Còn lại thì các bạn làm rất là ổn. Good job. And for this one is for the reading. For the reading, so normally you guys will have the mistake in number 2 and number 8. À, cô thấy thì các bạn có hai lỗi thường gặp, chính là number 2 với number 8. Number 2 tụi con đọc cho cô nè.
George likes writing books. À, George là người đầu tiên đúng không? Mà George tự nói là gì? I like reading books. Như vậy là reading với writing là hoàn toàn khác nhau nha mọi người. Ok. Các bạn ở trên livestream cũng nhớ kỹ cho cô nha. Reading có nghĩa là mình thích đọc sách. Còn writing thì sao? Là tụi con thích viết sách. Ha, nó hoàn toàn khác nhau nên là câu này phải là false, not true, okay? Câu này phải là false. Và câu số 8, John likes teaching children. I don't think so because who? He likes teaching children and he is Lou, not John, okay? Như vậy cái người mà thích dạy trẻ thì chính là Lou chứ không phải là John because John is an actor, guys. John is an actor. Uh-huh. Okay. So, thường là các bạn sẽ cài hai câu này thôi, còn lại thì cô thấy các bạn làm rất là ok, good job. Có nhiều bạn thì làm đúng hoàn toàn cho cô cả ba bài luôn. Great job on your homework, good job. So now, let's continue with our lesson today, okay? So you have task 2, listen and read. Cô biết là ở cái này, cái slide của mình nó hơi bị mờ đúng không? Các bạn cố gắng để ý giúp cô nha. Thì ở đây nó hơi mờ cho nên là các bạn nghe kỹ cho cô để mình biết cách đọc nha. Okay, các bạn listen carefully, okay? Look at the pictures and then listen carefully for me, okay? You could listen first, then I will invite three friends, okay? Three friends to role play, okay, guys? Now, Unit please two, listen. Page 16, Activity 5. Listen and read. Story. Are you a doctor? 1. A man is in a hospital. Excuse me, do you work at this hospital? Yes, I do. 2. He's looking for help. Oh, good. Can you help me? Well, I... 3. The man has a bad cold. You see, I have a terrible cold. 4. The woman can't help the sick man. And I'm so hot. Sir, I'm sorry, but... 5. The man wants to find a doctor or a nurse. Wait, are you a doctor? No. A nurse? No. 6. The woman isn't a doctor or a nurse. What do you do? I'm a cashier. I work at the hospital gift shop. Okay, guys, so that is the conversation between a man and a woman, right? You guys just listen to the conversation, right? Các bạn vừa mới nghe được cái cuộc nói chuyện between the man and the woman, okay? Now we're gonna practice, okay? I'm going to invite three friends. One will be the man, one will be the woman, and one will be the narrator. The narrator will read these for me. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uh-huh. Như vậy là có ba người. Một người sẽ đóng vai cho cô là người đàn ông. Một người đóng vai người phụ nữ. Và người còn lại sẽ đóng vai là người dẫn chuyện cho cô. Thì người dẫn chuyện sẽ nói trước nè. Lúc nào cũng là người dẫn chuyện nói trước. Rồi mới tới the man, then the woman. Okay. Now, I want to invite the man first. Let's see who wants to be a man. Okay, I will invite Thevin. Okay, Thevin, can you be the man for me? Hello, Vin. Can you turn on your mic now? Yes. Okay, you will be the man, okay? Vin đừng có tắt mic đi nha. Vin để cô mời các bạn nha. Okay, you will be the man. Remember, the man has a lot of expressions, right? Người đàn ông này có rất là nhiều biểu cảm, đúng không? Cái câu nói cũng phải thể hiện làm sao mà Vin thể hiện cho cô giống như là mình đang bị bệnh rồi đó. À, cho nên là Vin cố gắng nha, okay? Now I want to invite another person. Cô mời Hà Sa. Lê Hoàng Hà Sa, you be the woman for me, okay? Yes. Okay, good job. Okay, Sa đừng tắt tiếng nha. Okay, good job. Now, I want to invite, cô mời Cao Nguyên nha. Phan Kỳ Cao Nguyên nha. Can you turn on your mic, Nguyên? Can you turn on your mic? Nguyên mở tiếng cho cô được chưa? Can you turn on your mic? Hello?
Ok, Song Nguyên, con sẽ là người dẫn chuyện nha, ok? Is it ok, Nguyên? Is it ok, Nguyên? Can you hear me? Nguyên có nghe thấy cô không? Nguyên trả lời cô nè. Yes? Yes. Ok, good job, Nguyên. Con sẽ là người dẫn chuyện, như vậy là con phải bắt đầu trước, đúng không? À, Nguyên sẽ bắt đầu trước cho cô, đọc cho cô những cái câu dẫn chuyện. Sau đó mới tới Vinh nè, rồi cuối cùng là Sa, đóng vai The Woman, ok? Are you guys ready? Everybody, please listen to your friend, okay? Please listen to your friend, okay? Now, Nguyen first. Nguyen first. Number one, Nguyen. A morning is in a bệnh viện, in a hospital. In the hospital. Again, a man is in a hospital. Louder, louder. Got it. Okay, so there was a problem. Okay, các bạn đợi cô này. I will come back. I will turn on the slide now. Okay, now. Okay, are you still there, Nguyen? Are you still there? Vinh, Vinh Nguyen, với Sa vẫn còn ở đây, đúng không? Yes? Where is Sa? Are you here, Sa? Are you here? Cô không thấy Sa đâu ta? Is Sa here? Is Sa here? Sa có ở đây không? I'm here. Nếu mà Sa không có ở đây thì cô phải mời một người khác nha. Sa ở đây đúng không? Right? Can you hear me, Sa? Can you speak louder? Can you speak louder, Sa? Yes. Hello? Hello? Hình như là không biết là cô bên cô có vấn đề gì không? Cô không nghe thấy Sa. Mọi người có nghe thấy bạn Sa không? Các bạn có nghe thấy sao? Can you guys hear Sa? Yes. Please write in the chat box, okay? À, Giang không nghe thấy Sa nè, đúng không? Hạnh có nghe thấy no. À, có nghĩa là các bạn cũng giống cô, các bạn không nghe thấy được Sa nói gì, đúng không? Right? Đâu Vinh thử nói cho cô xem nè, để coi là cô có bị hư cái micro hay gì không. Vinh, can you speak? Hello, Vinh. Yes. À, hình như là máy cô bị sao hả ta? Thôi cô không nghe thấy mọi người nói chuyện nha. Hello Vin, can you say something? Yes. Oh, I cannot hear everybody. Cô không nghe thấy mọi người. I don't know what's wrong. Yeah, okay, there's a problem, guys. There's a problem. I cannot hear everybody. Okay, Vin, can you say it one more time? Can you say one more time? Yes. Unit 2. Cô không biết vì sao mà cô lại không nghe thấy các bạn được. There's a problem, guys. There's a problem. I cannot hear everybody. I cannot hear everybody. Cô không nghe được các bạn ở đây. Nãy giờ Vin nói, cô cũng không nghe được. I don't know what's wrong. Ok, bây giờ để mà không tốn nhiều thời gian của các bạn thì I'm so sorry guys. Ở đây thì cô không nghe được mọi người nè. I cannot hear everybody. Ok, cho nên là bây giờ sẽ hơi khó khăn một tí là mình sẽ làm một bài khác trước nha mọi người. Ok, cô sẽ nhớ tên nè, Vinh Nguyên nè, với Sa nè. Hôm sau cô cho các bạn làm lại nha. Bởi vì hiện tại là cô không nghe thấy mọi người được. Cô không nghe thấy mọi người được. Cô không biết có vấn đề gì. Cho nên là bây giờ mình chuyển sang làm bài ở dạng khác nha mọi người. Ok, các bạn thông cảm cho cô, hôm sau cô mời lại nha. Ok, I will invite you guys again on Wednesday. I will invite everyone, ok? I will invite everyone later, ok? Cô lại không nghe thấy được một bạn nào hết luôn. Cho nên là I'm so sorry guys. Bây giờ các bạn cùng cô làm lại bài này với cô nha. Ok, please do this one with me. You're going to read this reading. You're gonna read again this story again. And then choose true or false. You guys know true and false, right? True is mean yes. Câu này là đúng thì mình sẽ chọn là true. False, if the sentence is false, mean it's wrong. Có nghĩa là câu này sai, nó không đúng so với cái bài đọc của mình. Okay?
À, bởi vì là cô sẽ không có thấy được, cô không có nghe được mọi người. Bây giờ cô hãy mời một bạn khác mở micro, cô xem thử coi là cô có nghe thấy không nha. Let's invite. Đâu, cô mời Mai Trang thử mở micro cho cô thử xem nè. Can you turn on your mic and say something? I'm here. Yeah, I cannot hear you. I'm so sorry, Jang. I cannot hear you. So sorry, guys. I don't know what's wrong. Không biết tại sao là sau khi nó bị out xong rồi cô lại không nghe được. Okay, so I want you guys to do this reading and then type the answers into the chat box, okay? Các bạn làm bài cho cô nè. Và các bạn sẽ làm from number 1 to number 6. Các bạn làm một leo cho cô thử 6 câu nè. Okay? From number 1 to number 6. And then you type your answers in the chat box, okay? You type your answer in the chat box. Ok, cô nhìn thấy Bảo Khôi làm được câu số 1 rồi. Yeah, các bạn nghe được mọi người đúng không? Nhưng mà không biết vì sao cô lại không nghe được. I don't know what's wrong. Cho nên là hôm nay thì bây giờ mình vẫn còn vài bài. Thì bây giờ các bạn giúp cô, các bạn sẽ học và các bạn sẽ chat vào chat box cho cô nha. À, cô thấy 1, 1, 8. I don't think 8, Tùng, 8. Ở đây thì mình sẽ chọn là true hay là false. Cho nên là Tùng nhớ là ghi là 1T hoặc là 1F. Hoặc là con có thể ghi cả câu cũng được. Ở đây thì mình đâu có ABC đâu đúng không? Ok. 2 thì cô thấy các bạn chọn true, các bạn chọn false luôn nè. Như vậy là cũng có rất là nhiều ý kiến khác nhau đúng không? What else guys? Các bạn làm tiếp cho cô luôn nè. 3 là true nè. 1 vừa có false vừa có true luôn. Như vậy lát nữa mình sẽ xem thử đáp án nha. Rồi cô sẽ giải đáp cho mọi người nha. What else, guys? What else? Two false, three true. One, Mai Trang did the whole thing. Wow. One true, two false, three true. One true, two false. Okay, three true. Very good, guys. Good job. Keep writing the answer in the chat box, okay? Keep typing the answers in the chat box, okay? Các bạn làm tiếp cho cô nhé. Now, let's correct. Okay, number one first. Các bạn nhớ đáp án mà mình đã làm nè. Và các bạn sẽ làm gì? Các bạn pay attention. Okay, các bạn chú ý cho cô. Bây giờ mình xem đáp án, mình tự check đáp án của mình nha. Number one. Okay, because I cannot invite anybody to read the sentence for me. So you guys gonna listen to me and repeat after me, okay? Bởi vì cô không mời các bạn lên đường, bởi vì cô không nghe thấy á. Cho nên là các bạn giúp cô, các bạn sẽ đọc theo cô. Repeat after me, okay? Number one, sentence one. The man is sick. The man is sick. Người đàn ông đang bị, mọi người, bị sick. Có nghĩa là bị ốm. À, người đàn ông đang bị ốm, okay? Như vậy thì đây là true hay là false? Sau khi mình đọc câu chuyện thì cô thấy có nhiều bạn trả lời là true. Cũng có bạn trả lời là false nữa. Bây giờ mình check đáp án nè. Now we're gonna check the answer. True. So number one, the answer is true, guys. Cô thấy có rất là nhiều bạn làm đúng không? Yes. Hồi nãy bạn nào làm là false thì các bạn chỉnh lại cho cô. Đáp án của mình sẽ là true. Why, guys? How can you know number one is true? What did he say? What did he say that you can know that the man is sick? Ông ấy nói gì? Ông ấy đã làm những cái hành động gì mà tụi con biết là người đàn ông này đang bị ốm? How can you know that he is sick, guys? How can you know? Can you guys, anybody can tell me? Can type in the chat box for me? How can you know this man is sick? How can you know this man is sick? Làm sao tụi con biết được là người đàn ông này bị ốm đâu? Tại sao mình lại... À, Minh Châu nói là thấy ông ấy hắt xì đúng không? Achu, right? In the reading they said, achu. Achu, đúng rồi. Như vậy là ngoài hắt xì ra người đàn ông còn nói gì là I have a terrible cold. Achu. Tôi có một cơn cảm lạnh, bị cảm lạnh rồi là bị cold đó. I have a terrible cold. À, có nghĩa là một cái cơn cảm lạnh mà rất là tồi tệ luôn. Ông ấy hắt xì liên tục, tụi con thấy không? Achu. So it means that the man is sick. Good job, very good. À, Tường Vi nhớ cho cô là bị, không phải là bị nóng mà cold là bị cảm lạnh đó. I have a terrible cold, a bad cold. Một cái cơn cảm lạnh rất là tệ, okay? So it is true, guys. And number two, repeat after me, everybody. The woman is a doctor.
The woman is a doctor. Mm-hmm. Yes, good job, Wing. Besides, he said that he has a cold. The woman is a doctor. So the answer is false. Uh-huh. Hồi nãy cô cũng thấy các bạn làm false rất là nhiều và cũng có nhiều bạn thì có để là true. Okay. She is not a doctor because the man, why? The man asks, are you a doctor? Are you a doctor? À, cô có phải là bác sĩ không? Thì người phụ nữ lại trả lời là gì? No. Uh-huh. Như vậy thì người trả phụ nữ đã khẳng định là no, có nghĩa là cô ấy sẽ không phải là bác sĩ. So who is she? Guys, can you guys tell me who is she? Can you guys tell me who is she, guys? She is a what? She is, can you guys tell me the answer? Can anybody type their answer in the chat box for me and tell me who is she? Các bạn không spam hình emoji vào đây nha. Ở đây giờ mình đang check đáp án cho mình với nhau nè. Cho nên các bạn chú ý làm bài nha. How can you know? How can you know she is a doctor? Ah, Zhang said that. Ah, good job, Zhang and Hải Đăng has the same answer. Cashier, not doctor, Hải Nam, because she said she's not a doctor already. Cashier, yeah, she's a cashier, right? Yeah, good job, very good. Như vậy là các bạn đã nhận định đúng chỗ rồi đó. Number three, the answer is true. Yeah, good job, true, good job. So it is true because she said that I work at the hospital gift shop. À, cô ấy là không, tuy là không phải bác sĩ hay là y tá nhưng mà cô ấy là thu ngân ở một cái chỗ bán đồ lưu niệm ở trong bệnh viện đó. Thì đương nhiên là cô ấy sẽ làm ở bệnh viện rồi đúng không? The woman works at the hospital, okay? Các bạn thấy cho cô nè, câu này the woman, người phụ nữ đấy thì có phải là chủ ngữ số ít thì của con phải chia động từ không? Cho nên là các bạn nhớ hiện tại đơn lúc nào cũng phải để ý động từ cho cô. Nếu mà là chủ ngữ số ít thì các bạn nhớ là phải chia động từ nè. Work thì thêm S, works. The woman works at a hospital, okay? Number four. It is false, right? The man is not a doctor. He is a what, guys? Bây giờ cô ví dụ một từ mới nè. Các bạn nào biết bệnh nhân là gì không? He is not a doctor, right? He is sick. So he comes to the hospital. He finds a doctor, right? Yes. Good job, Zhang. Very good. Is patient, right? Good job. Is patient. Very good. Good job. Như vậy là Giang đã cho cô được đáp án chính xác là patient. Uh-huh. Patient chính là... Yeah, good job, Nguyên. Wow, Nguyên giải thích cho cô rất là kỹ càng nè. Yes, đúng rồi. Yeah, bệnh nhân tụi con sẽ có từ patient. Okay, I will write that word on the slide for you guys. Patient. Là bệnh nhân. He is a patient, okay? Now, number five, true or false, it's false. Just like number two. When the man asks, are you a doctor? No. A nurse? Phải y tá. Cô phải y tá không? No too. So the answer is no. So she is not a nurse. She is a cashier. So for number six, it will be true, right? Như vậy thì câu số 6 thì nó sẽ là true. Mm-hmm. Number six will be true, okay? Well done, guys. Như vậy thì đối với những câu nào mà nó false nè, thì các bạn sẽ ngoài việc chọn đáp án thì các bạn cũng phải cố gắng tìm cho cô được cái chỗ đấy, cái chỗ mà tụi con biết được là câu đấy nó tại sao nó lại là false. Thì mình sẽ tự sửa lại. Mình sẽ khi mà mình làm những cái dạng bài như thế này thì tụi con sẽ tự sửa lại. Okay. Cô ví dụ giống như là cái bài bài tập này nè. This one. For example, number one, George is a teacher. So this one is false, right? Các bạn làm đúng nè. Why false? Because John said he is a student. I am a student. Bởi vì John nói là George nói là George là student nè. Cho nên definitely number one is false, right? Và ngoài ra những câu khác cũng vậy. Các bạn nào mà mình làm bài tập này nè thì các bạn có thể giúp cô là mình làm lại. Mình có thể là mình giúp cô đổi câu trả lời sai false thành câu true. Đó, thì mình tập luyện thêm. Okay. So that is the end of the lesson today, guys. Next time I will invite more friends to role play this one for me, okay? Lần tới thì cô sẽ mời thêm nhiều bạn nữa, nhiều cặp để mà có thể là làm cái bài này cho cô. Cô sẽ mời các bạn lên và đặc biệt cô sẽ nhớ tên các bạn, bạn Nguyên nè, bạn Sa với lại bạn Vinh nè, đúng không? Thì các bạn sẽ làm lần sau on
on Wednesday, okay? Các bạn sẽ là cái cặp đầu tiên. À, nhóm đầu tiên làm cho cô, the first group, okay? So at home, you guys practice this one for me. When you guys at home, practice this one. And don't forget to do the homework about the super kid, the moonlight, okay? So today we will stop here, guys, okay? I will turn on the mic so that you guys can say goodbye to everyone and then we can stop here. Okay, guys, remember to do the super kid. Hello, goodbye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, guys. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye everybody. Ai còn có xíu người à? Goodbye to me and everyone else. Okay? Ai còn xíu người à? Ở trong đây còn xíu người à? Chơi đi. Xíu người à? Xíu người à? Bye everyone. Okay. Xíu người à? Đừng ao ra. Wednesday, okay? Bye bye. Okay. Bye bye. Wednesday. Goodbye. Đừng có ao ra. Bye bye. Bye bye.